minh, tốt bụng, hiền lành và luôn tìm cách giúp đỡ con người đều là những gì mà anh em chúng mình biết về loài cá này. Thế nhưng, cái bọn này nó lại có một điều rất là dã man, đập tan mọi ấn tượng tốt đẹp có từ trước tới giờ. Đó là chúng rất thích hành hạ con cái và có hành vi giết chết con non. Đố anh em kể tên được con nào nó vũ phu và dã man hơn con này đấy. Dựa vào những gì mà anh em mình được học thì cá heo sống thành bầy đàn đúng không? Vậy đã bao giờ các ông thắc mắc đàn của nó có bao nhiêu con chưa? Mọi người không thể tưởng tượng nổi đâu, nó nhiều như kiểu đi chảy hội đền hùng luôn đấy. Và con số gây sốc ở đây là một team có thể lên đến 1.000 thành viên. Tuy nhiên, dù số lượng của nó có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, thì thông báo cho tất cả anh em đi này nhá. Nếu mà đi biển ở Mỹ thì tuyệt đối không cho ăn hoặc là chạm vào cá heo hoang dã, bởi vì đây là hành động bất hợp pháp, còn phạt viết thế nào thì tôi không rõ. Cá heo có hai dạ dày và chúng sử dụng nó riêng biệt, một là để dự trữ và một là để tiêu hóa thức ăn. Có một điều mà anh em mình không thể phủ nhận là cá heo rất là thông minh, có thể là không đứng nhất nhưng mà về độ lành lợi thì cái bọn này thuộc dạng có số má trong giới động vật luôn. Nhưng mà cái gì không đứng nhất thì bỏ qua đây, cái nhất của cá heo là nằm ở trí nhớ. Nói thật chứ nói đến tên cô giáo chủ nhiệm năm lớp 1 có khi nhiều ông còn quên, thế nhưng cái bọn này nó có thể nhớ được sự việc một cách chi tiết với khoảng thời gian trên dưới 20 năm về trước. Chúng nó mà được đi học như người chắc là win luôn sâu siêu trí tuệ anh em ạ. Mấy ông biết loài người khác loài vật ở chỗ nào? Đó là chúng ta có thể soi gương và biết rằng đó là oành. Thật sự là cái bọn động vật chẳng mấy con làm được cái trò đấy đâu anh em. Tính ra là chỉ có vài con có trí tuệ cao như là voi này, quạ này, tinh tinh, vài loài khỉ vân vân. Và đúng, có cả cái bọn cá heo này luôn. Cá heo thì có tầm nhìn toàn cảnh 300 độ do đôi mắt đặt lệch sang hai bên đầu. Điều này sẽ giúp cho chúng có thể nhìn hai hướng khác nhau cùng một lúc. Tụi cá này có thể phun ra không khí từ lỗ thở của nó với tốc độ 160 km/h, tức là hơn 44 m/s, mạnh vãi. Có lẽ là cái tên cá heo có thể sẽ khiến cho các ông các bà hiểu nhầm, nhưng mà kỳ thực là bọn này không phải là cá đâu, mà là một loài thú nha mọi người ơi. Nó đẻ con và nuôi con bằng sữa thay vì bằng trứng như là các loài cá khác. Lần sau thì đứa nào bảo cá heo đẻ trứng ấy, thì anh em nhớ bổ túc cho nó bằng cái video này ok. Có thể là các ông đã từng xem rất là nhiều thước phim về cá heo đang chơi tung hứng một con cá nóc. Cá nóc thì khỏi nói rồi, độc tố mạnh chết người luôn và bọn cá heo cũng biết điều này. Nhưng thay vì sợ thì bọn nó lại sử dụng cho mục đích phê pha. Với một liều lượng nhỏ thì cái độc độc của con cá nóc có thể sẽ đóng vai trò như là một chất gây nghiện. Các ông có công nhận là trên đời này cái thứ mang nhiều nghịch lý nhất là tạo hóa không? Mang tiếng là cá vì biết bơi, thế mà chúng vẫn có thể chết vì sặc nước. Trần đời đúng chỉ có một. Vì là thú thở bằng phổi nên là chỉ cần một lượng nước bằng khoảng một thìa múc canh bị lọt vào phổi thôi là cũng đủ làm cho cái bọn này nó tèo rồi. Tụi này thì không có tai ngoài nhưng mà chúng có thể nghe bằng thính giác rất phát triển nằm ở hai lỗ nhỏ ở hai bên đầu và tụi nó giao tiếp với nhau thông qua tiếng huýt sáo. Anh em chú ý lắng nghe nhé. Cá heo từng có bốn chân. Thật đấy, dù chẳng biết lý do nó quyết định rời bỏ đất liền là gì nhưng mà chúng đã tiến hóa từ một loài động vật bốn chân. Ban đầu sống bán thủy sinh, rồi đến sống thủy sinh và bây giờ thì trở thành một loài động vật có vú sống hoàn toàn dưới nước. Anh em cứ thử tưởng tượng mà xem, lúc có bốn chân trông nó sẽ như thế nào nhỉ? Ok, bây giờ chúng ta hãy dừng lại một chút, tôi có câu hỏi thú vị dành cho mọi người đây. Đố 500 em biết em bé và cá heo con có điểm gì giống nhau? 100% là không ai biết là cái chắc luôn, bởi vì chính mình hôm nay mới nghe lần đầu rằng cái con cá heo con nó có tóc phải không ạ? Dị vãi trưởng luôn. Tuy nhiên thì tóc của chúng sẽ rụng ngay sau khi sinh. Không thì chắc anh em mình sẽ được chứng kiến cái quả tóc đường về hai thôn của anh Bo đan trưởng không chừng. Cá heo đủ thông minh để ứng biến công cụ trong đại dương, ví dụ như là việc chúng sử dụng bọt biển để bảo vệ mũi khi đi săn mồi. Giống y như con người, tụi cá này không miễn dịch với bệnh loét dạ dày, bệnh ngoài da, bệnh tim và rối loạn hô hấp. Cá mập là thằng nào cơ? Mình chắc chắn là mấy thanh niên cá heo sẽ có cái giọng điệu như thế khi mà nhắc đến tên sát thủ đại dương. Bởi vì sao? Bởi vì cái bọn này chuyên đời đánh cái hội đồng cá mập vì cái tội láo nháo ăn thịt cá heo lạc đàn. Rất nhiều lần cái bọn cá mập đã phải ngắc ngoài vì bị cá heo dùng cái mũi cứng như sắt phóng thẳng vào mang, chí mạng. Nhưng mà thôi, mình nghĩ là đã đến lúc bỏ qua cái chủ nghĩa anh hùng đấy rồi. Bởi vì ngay bây giờ mình sẽ cho anh em thấy được cái bộ mặt thật của bọn cá heo. Thông minh, tốt bụng là như thế, nhưng mà cái tụi này rất là bệnh hoạn và ghê rợn khi giao phối. Những cái con đực nó sẽ lập bầy từ 2 cho đến 3 con để vây bắt một con cái. Thậm chí là cái siêu liên minh này còn có thể lên tới 14 con. Anh em cứ thử nghĩ nhiều người theo đuổi mình là hạnh phúc, là sung sướng á. Nhưng mà không, không hề đúng một tí nào. Cảm tưởng hàng chục con xông vào hội đồng con cái, tấn công thô bạo vào đuôi, vào đầu, cắn và tông thẳng vào người thì còn gì nữa đâu. Và có một cái điều cực sốc như thế này, trong một năm thì một con cá heo cái có thể bị rất nhiều con đực vùi hoa dập liễu. Thế nên, con đẻ ra thì chả biết gọi ai là bố.
Chưa hết đúng không? Cái lũ đực này nó còn thể hiện trong cái thứ gọi là trò chơi thảm sát. Tung ứng nghe có vẻ như là một trò chơi khá thú vị đấy anh em nhỉ. Nhưng mà đó là cách giết chết con non để mẹ của chúng có thể quay lại mùa giao phối. Và cái lũ cá heo đực này thì không quan tâm con nào là con của chúng, nên là cái cuộc thảm sát này cứ thế nó diễn ra. Dã man quá, thật sự. Thế bây giờ, anh em có còn nghĩ cá mập là cái loài hung dữ duy nhất ở đại dương không? Hết giày vò, hết giết chóc, không thương tiếc cả mẹ lẫn con, thì bây giờ cái bọn cá heo đực nó lại quay sang yêu nhau. Oh my god, chắc mình phải đi uống ngay một ngụm nước chứ thực sự cái gu bọn này nó mặn quá rồi các ông ạ. Chắc anh em tò mò lý do lắm rồi đúng không? Điều mà khiến cho cái lũ này chịu thành thụ là do có cảm giác ngưỡng mộ kỹ năng săn mồi và địa vị xã hội của những con cá heo đực khác. Trường hợp này thì có cho chúng tôi còn đấm thêm. Bình thường thì anh em mình auto nghĩ trong đầu là cái bọn cá này nó chỉ sống ở biển thôi và chẳng bao giờ có chuyện đi thuyền trên sông mà bắt gặp một đàn cá heo đúng không? Nhưng thật sự là có cả cá heo nước ngọt đấy anh em. Cá heo sông Dương Tử hay còn gọi là nữ thần Trường Giang là loài cá heo nước ngọt đầu tiên tuyệt chủng vào năm 2006. Và loài cá heo nhỏ và quý hiếm nhất là cá heo Maui. Hiện nay thì số lượng của nó chỉ còn vài chục cá thể. Xem cá heo nhẵn mặt từ bé đến lớn nhưng mà đến bây giờ thì mình mới biết là cái tụi này khi ngủ nó chỉ nhắm một mắt thôi các ông ạ. Bất ngờ thật sự luôn. Nó làm như vậy là để luôn tỉnh táo và cảnh giác, cho phép một bên mắt được nghỉ ngơi trong khi sử dụng bên còn lại để quan sát những kẻ săn mồi. Bó quần qua đây. Cá heo thường bơi trung bình từ 20 cho đến 30 km/h, nhưng mà chúng có thể bơi đến 60 km/h. Đó là lý do tại sao mà rất nhiều anh em mình có thể thấy chúng đuổi theo và bơi xung quanh tàu trên đại dương. Có một cái điều bất di bất dịch đó là con người mà thiếu thức ăn thì không chết, nhưng mà thiếu nước thì chắc chắn là xanh cỏ rồi đúng không anh em? Tuy nhiên thì bọn cá heo này ngược lại mình hoàn toàn. Bọn chúng không cần uống nước vì nó sẽ hấp thụ nước thông qua các con mồi mà chúng săn được. Cá voi sát thủ thực chất là cá heo. U là la, bất ngờ chưa quý vị? Cá voi sát thủ còn có tên gọi khác là cá heo đen lớn hay là cá hổ kinh, là một loài cá voi có răng thuộc họ cá heo đại dương, đồng thời là phân loài cá heo lớn nhất. Trước giờ thì làm gì có ai biết nó là cá heo đâu. Anh em mình cứ nghe tên là tưởng cá voi chứ. Tuy nhiên thì cái bọn này nó cũng săn cá heo đấy nhá. Nhưng đấy là trong cái trường hợp mà những con mồi ưa thích của nó như là mực này, bạch tuộc hay là cá mập, cá đuối nó lặn mất dạng. Anh em thấy không? Cái câu méo mó nó có hơn không của các cụ nó trở thành tôn chỉ rồi. Cho những ai chưa biết thì cái bọn cá heo này nó có sức bật rất là tốt. Tầm mình thì cứ xào 1m2 là không qua rồi. Thế mà cái con này còn có thể nhảy cao tới 9m so với mặt nước. Tại hạ bái phục. Bỏ qua cái việc con đực nó hơi dã man trong chuyện đó đi, thì cái xã hội loài cá heo nó không thua bất kỳ loài vật nào đâu anh em ạ. Và chúng nó có cả tập tính đỡ đẻ. Khi một bà mẹ chuyển dạ khó khăn thì sẽ có một bà mẹ khác tìm cách kéo đứa nhóc ra. Good job, bà đỡ này khơi thì chân lượng luôn. Con non được mẹ nuôi dưỡng và bảo vệ từ 3 cho đến 8 năm. Tại quần đảo Faroe, Đan Mạch thì một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp đã diễn ra khi cả một vùng nước biển ven bờ tràn ngập một màu đỏ của máu. Cái khung cảnh mà anh em đang thấy đây, xung quanh bờ biển rất nhiều người dân và họ đang thực hiện cái nghi lễ cổ xưa đẫm máu, đó là giết cá heo. Mình không cần biết lý do họ làm điều này để làm gì, nhưng mà mình thật sự thấy cái loài người sao mà dã man tàn bạo quá anh em ạ. Anh em có cảm xúc gì khi nhìn thấy cảnh tượng này? Cá heo có thể sử dụng định vị bằng tiếng vang và tiếng vọng của chúng dùng để xác định hướng và khoảng cách của các vật thể. Cá heo có thể bơi nhanh vì sở hữu làn da mịn giúp giảm lực cản khi bơi và lớp da bên ngoài của chúng tái tạo sau mỗi 2 giờ. Như anh em đã biết thì lâu nay các con vật đã được huấn luyện và sử dụng như là một công cụ gián điệp cho quân đội các nước. Và cá heo là loài rất được ưa chuộng bởi sự thông minh và nhanh nhẹn của nó. Mình thì không rõ lắm nên là có ông nào ở đây hay theo dõi hay là tìm hiểu về cái mảng quân sự thì hãy kể tên một vài nước sử dụng đội đặc nhiệm cá heo cho mọi người cùng biết này nhé. Vùng biển nước ta trong vài năm trở lại đây đã trở thành điểm đến yêu thích của cá heo. Anh em nào đi biển gặp tụi này là may mắn lắm đấy nhá. Ok, hãy like, share nếu anh em thích video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!